Các anh chị bấm số 8 nếu là chúng ta chỉ làm việc cho mình thôi. Còn nếu bấm nếu là chúng ta giúp được nhiều người thì chúng ta bấm số 9. Bấm số 9 nếu chúng ta là người làm việc vì cộng đồng ạ. Còn bấm số 8 nếu chúng ta chỉ làm việc cho hệ thống chúng ta hay làm cho bản thân chúng ta thôi. So this means guys, this, that every single one of you, 217 people, you must attend today's free training, which will start at 9:45 Moscow time. Tất cả chúng ta ở đây có 200, hiện nay chúng ta 275 người. Sẽ được tham dự cái khóa đào tạo lúc 9:45 Moscow time, giờ Moscow, cái buổi sáng của bên Việt Nam mình. Đi. 21:45 Moscow time, the live training which will be streamed, so it will be live stream on more than 150,000 people worldwide. Chúng ta sẽ có 150,000 người trên toàn cầu tham dự cái buổi event đào tạo này. And this is a completely free training. Cái buổi đào tạo này hoàn toàn miễn phí. So if you would like to be next top leader, make sure that you have at least all your people on that training, on the free training. Nên điều đấy chắc chắn chúng ta cố gắng phải có kêu gọi thêm nhiều người nữa để cùng tham gia cái buổi đào tạo này. So right now, press 1 in a chat if you are ready to bring minimum 100 people for that training. Chúng ta bấm số 1 nếu chúng ta đưa ít nhất là 100 người để tham gia buổi đào tạo này. Good. So now, so we have only maximum 20 people. This is okay, because if we have only 20, 30, 50 people, that means that these people will be next top leaders. There will be next big names in this company. Chúng ta có lẽ là sẽ không, nếu mà không có nhiều người, thì những người mà đóng số 1 là những người có thể là next, những leader, top leader mới. Các anh chị đã quyết tâm tham gia những buổi đào tạo như thế này. So this called commitment. Điều này có nghĩa là chúng ta quyết tâm là sẽ đạt được những cái điều chúng ta đã hứa và chúng ta quyết tâm đạt được những điều chúng ta muốn làm. But the next step, that is a demonstration. So you need to show, because people are following, not because you call yourself leader, because they see what you do. Có nghĩa là chúng ta sẽ là những cái người luôn luôn là người đứng đầu, dẫn đầu làm gương cho người khác. Chúng ta không chỉ là những người để nói thôi, mà chúng ta là những người là làm để làm gương cho người khác, để người ta thấy chúng ta là leader thực sự. And here I will show you that on the 16th of November. Để cho tôi thấy, chúng ta thấy là ngày 16 tháng 11. We are going public. Chúng ta sẽ bắt đầu chính thức lên sàn chính thức của quốc tế. So this means that there will not going to be any crypto unit in a package. Chúng ta sẽ không còn những cái crypto unit cho crew trong cái các gói đào tạo nữa. Chúng ta chỉ tham gia khóa học thôi, không được tặng crew nữa. That's why I would like to congratulate all of you who are here, who have your packages already, because this is the moment when we are going from selling education and giving bonuses to the real market. Tôi xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta. Chúng ta đã đến những người lúc trước là chỉ mua những cái gói giáo dục đào tạo và chúng ta đã chuẩn bị được lên sàn chính thức. That means that everything that we've been talking about, it ends, it's finished.
Điều đó có nghĩa là những gì chúng ta đã nói trước kia bây giờ đã không còn nữa. But I'm talking about finishing one chapter. Chúng ta nói về việc kết thúc, mà không phải là kết thúc hết, mà kết thúc một phần. But after first chapter, there is a second chapter. Hết chương 1 thì chúng ta lại tiếp tục chương 2. And that second chapter will be even better. Và có thể là chương 2 tốt hơn chương 1 nữa. Because people who will be joining you, they will be seeing that there is already something done. Giống như chúng ta đi trước chúng ta không thấy nhiều, còn những người đi sau chúng ta thì chúng ta người ta còn thấy nhiều điều chúng ta tập đoàn chúng ta đã làm được rõ ràng hơn. Because all of us, we are just the pioneers. We were first. We did something and now it's all done. Và tất cả chúng ta đã làm những cái điều trước và bây giờ ta hầu như tất cả đã xong. But there is a second chapter. Nhưng vẫn còn cái chương thứ hai. And here's my question. Đây là câu hỏi của tôi. Where you see yourself when you have enough money? Where do you see yourself? What you gonna do? What will be your daily routine? Why you will be waking up? Câu hỏi của tôi là khi chúng ta thành công rồi thì chúng ta thấy vị trí của mình là người như thế nào, mình là sẽ trở thành người như thế nào khi chúng ta đã thành công rồi, chúng ta có nhiều tiền rồi, chúng ta ở đâu, chúng ta là người như thế nào? Because this is what I realized. Đây là điều cho tôi nhận ra. When I joined this business at the very beginning, I was chasing money. Khi tôi khởi đầu làm cho tập đoàn này, tôi là người luôn luôn tìm kiếm tiền, tôi đi tìm kiếm tiền, chạy theo tiền. But then when I got money, khi tôi có tiền, when I got enough money, khi tôi có đủ tiền, I realized that I'm very happy, not because of the money, but because of the things that I'm doing. Tôi chợt nhận ra là tôi hạnh phúc không phải vì là tôi có tiền, nhiều tiền, nhưng mà tôi hạnh phúc vì những điều tôi đã làm. So you know that we finished on our internal market with what price? What price was for crypto unit token in our market? Ta thấy là ta kết thúc cái sàn giao dịch nội bộ này giá bao nhiêu ạ? I think it can be. Yeah, I want to ask them. Yeah. Exactly. Tôi chúng ta thấy hàng nội bộ kết thúc thì giá bao nhiêu ạ? Các anh chị nhớ là giá hàng nội bộ kết thúc bao nhiêu? I'm not sure if this price will be on external market. Tôi không có chắc chắn là cái giá này cho trong cái sàn. I think it will be 5-10 times more. Khi chúng ta mở sàn thì có thể giá 5-10 lần hơn số cái ngày mà chúng ta mở sàn nội bộ. That's why you can calculate how much money you already have. Bây giờ chúng ta thử tính thử là bao nhiêu tiền chúng ta có. But let me ask you what you're gonna do after. Mà tôi muốn hỏi các bạn là đi các bạn sẽ làm gì sau đó khi chúng ta có tiền? You will be just spending money. Chỉ xài tiền thôi hả? You will be going around and talking how rich you are. Đi ra ngoài thì kể cho mọi người nghe là tôi giàu có như thế nào. Or you will be doing this business for next, I don't know, 10, 20, 50 years. If you will be doing continue, if you will continue to do this business, press 1. If you will quit, if you will go for a vacation, press 2. Ở trong đây có ai mà muốn chỉ xài khi có tiền nhiều chỉ là đi hưởng thụ, đi du lịch thì thôi thì bấm. So this one is for spend money No, no. Press 1 if you will be continuing doing this business even when you will be rich, or you will be quitting and you will go for, I don't know, for retirement.
Nếu ai vẫn còn tiếp tục nghĩ là khi tôi có nhiều tiền tôi vẫn tiếp tục làm với tập đoàn New Rich thì bấm số 1 ạ. Còn ai mà còn nghĩ là mình sẽ đi hưởng thụ, ta không làm gì nữa, ngồi nghỉ thôi thì không cần phải bấm. So, me too. I'll still be doing this. Even when I will become a billionaire, I still will be doing this because this is not just a business to make a money. This is a lifestyle. Tôi cũng vậy, tôi cũng như các bạn, tôi khi mà tôi có nhiều tiền và kể cả sau này tôi là tỷ phú rồi, tôi vẫn tiếp tục làm việc này, vì cái vấn đề đây ở đây không phải là vì tiền. Tập đoàn chúng ta làm không chỉ vì tiền mà vì đây là một cái cách sống, là một cái gì đó, nó không phải là chúng ta đong đếm bằng tiền được. And leaders are those people who are showing the power. Leader là những người luôn luôn làm cái cầu nối và giúp Showing the way. cho mọi người. So that's why I believe that I'm here in the room with the leaders. Và tôi tin rằng tôi hiện nay tôi đang cùng với tất cả các anh chị em đây nên là đều những là người leader cả. This is what I'm doing, and you see what I'm doing. Anh chị sẽ thấy là những gì chúng tôi đang làm đây. Do you see what I'm doing, yes or no? Các bạn có thấy điều tôi đang làm không? Do you see that I'm working more than I used to work in a hotel? Các bạn có thấy là tôi làm việc nhiều hơn hay ngày xưa? Tôi không có tiền, tôi làm trong cái khách sạn không ạ? Giờ tôi có nhiều tiền, tôi vẫn còn làm nhiều hơn ngày xưa nữa. Do you think it will be just fair if you will be doing the same thing what I'm doing? Yes or no? One yes, two no. Có nghĩ rằng là một ngày nào đó bạn sẽ làm việc giống tôi không ạ? Bấm số 1 nếu bạn nghĩ rằng là bạn sẽ làm việc nhiều khi bạn có tiền giống tôi. Bấm số 1 ạ. Do you want to change something in Vietnam for those people who don't have even hope? Bạn có nghĩ rằng là bạn đang làm những việc để thay đổi đất nước Việt Nam, thay đổi con người Việt Nam khi chúng ta có tiền, cho chúng ta có thể giúp được rất là nhiều người không có nhà ở. So then let's start to do it together. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc cùng nhau điều này để giúp nhiều người đang không có nhà ở. Now let me ask this question. Tôi hỏi các bạn câu hỏi này. Who would like to be trained by me, by Mila, by Andre in a smaller group? Ai muốn được đào tạo bởi tôi, Mila, Andre trong cái nhóm nhỏ? Who wants to have this special treat? Who wants to have this special approach? If you are ready and you know that this is where I want to be, this company is what I love, this is what I want to do, I want to have closer connection with those guys. Tôi ấy nghĩ là tôi là người luôn luôn có muốn có một cái sự liên kết với một số ít người như thế nhóm. Then I will tell you that today it will be possible for those people who will join GoPro Recruiting Challenge. That is a 7 days free training. Tôi có thể nói với các bạn là những cái người mà tham gia cái lớp GoPro 7 ngày thử thách để tuyển người để tìm kiếm người mới. It will be translated to all languages that we have in our usual webinars. Tất cả chương trình này sẽ được dịch cho tất cả các thứ tiếng. And this means that it will be given to every single person that you will be bringing to that training. Điều đó xảy ra nên khi chúng ta ai cũng đem thêm nhiều người đến để tham gia buổi đào tạo này. But the most important thing, those people who will decide if you will like the 7 days free training and you will decide to go in to join our package, GoPro package,
And then you will be separated in another like a group where for entire year, myself, Mila, Andre, and Andrew, and many, many other trainers will be training you to make you better than us. Nếu chúng ta cùng tham gia và những cái chương trình này thì sau này chúng ta có thể được là được đào tạo đặc biệt bởi tôi, Mila, Andrew, Andre và những cái người đã những người trainer khác. Because this is what we are doing, not for us. We are doing this for you because one day you can take our place. Điều này chúng tôi không phải làm cho bản thân chúng tôi mà làm cho các bạn vì một ngày nào đó các bạn sẽ trở thành những người thay thế vị trí của chúng tôi. But in order for you to be able to do that, you need to learn, you need to have this knowledge, you need to master it. Nhưng để làm điều đó thì chúng ta phải học hỏi nhiều để chúng ta mới trở thành những người như chúng tôi, các bạn mới trở thành những người như chúng tôi. That's why if you really want to make your next year the biggest breakthrough, if you want to have your next year the biggest achievement year, if you want to have your next year the amazing and the most spectacular, then you must bring as many people as possible today, 21, 45, Moscow time. Còn nếu mà các bạn nghĩ rằng các bạn có thể trở thành những cái người như thế trong năm chúng ta phải đem càng nhiều càng tốt những người bạn của mình hoặc tất cả những người nào đấy mà muốn học hỏi để chúng ta sẽ trở thành vị trí những cái người lãnh đạo như chúng tôi, các bạn để trở thành những người lãnh đạo như Andre, như Amon, như là yes. Okay, so that's why if you're gonna do that, when you will bring your people and they will like what is there for 7 days in a free training. Đó là lý do là tại sao mà chúng ta nên đem càng nhiều người càng tốt để tới những cái buổi học miễn phí như thế này. Then you will have your next leader joining you and your team for the next year. Chúng ta sẽ có những cái người để trong cho cái team của mình trong năm tới. That means your team will be built up. Điều đó là cái team của mình sẽ mở rộng phát triển nhiều hơn. And when they will be on the 7-day free training, then they will be inviting their friends to the GoPro itself. Khi chúng ta đem những người đấy thì năm tới tiếp tục những người mà mình đem cùng chúng ta sẽ tiếp tục mời thêm nhiều người nữa để năm tới cùng tham gia GoPro. And one of the secrets that I have, một trong những bí quyết tôi có là of my success, sự thành công của tôi, I was always investing into myself. Tôi luôn luôn đầu tư vào chính bản thân mình. I was always going for all the trainings and I was learning from others. Tôi luôn luôn tham dự các khóa đào tạo và tôi học hỏi từ những người khác. Because as a leader, when you understand that you have to lead people, then you must be always on the top of your game. Đó là người leader mà chúng ta luôn luôn học hỏi người khác để trở thành những người phát triển mỗi ngày, học hỏi thêm mỗi ngày thì chúng ta luôn luôn là những người đứng đầu của cuộc chơi. So this is must. Đó là điều chúng ta nên làm. Learning, constant learning, because you need to give to others something. Ta luôn luôn học hỏi vì chúng ta cần phải có gì đó để chúng ta trao cho những người khác. And most of the people they are doing this, they are learning. Đa số người đang học hỏi mỗi ngày. But they are not able to give something to others. Nhưng mà họ không có khả năng, không có cái gì đấy để trao tặng cho người khác hay là trao cho người khác. And the reason for that is because they are not practicing.
Điều đấy là vì là lý do tại sao người ta không làm được, vì người ta không có thực hành, học nhưng mà không thực hành. Let's say if you want to become a coach, if you want to become a trainer, then the best way for you to teach others is to practice yourself. Nếu mà bạn muốn trở thành những người đào tạo, những người mà đứng train với mọi người thì chúng ta phải thực tập nhiều, phải thực tập nhiều. So you know that there is already a link provided. Ta thấy chúng ta có cái link đã đưa ra rồi. Already link for Vietnamese, just a second. Tamil, Manipur, Hindi, Vietnamese room, here it is. Cái link bên đây, thấy link đang bỏ cái link là link miễn phí, các anh chị click vào đây. Anh tải về cái máy của mình. Chúng ta tối nay bắt đầu tối đầu tiên để chúng ta tham gia cái khóa học GoPro miễn phí. This is Vietnamese room. Please register yourself and bring all the people. This will be free training starting today. Mình có gửi cái link này nè. Trong đó có tiếng Việt, dịch tiếng Việt với anh chị. Vào tối nay 21 giờ 45 phút Moscow time, là có nghĩa là 9 giờ 45 phút Moscow, chứ buổi tối chứ không phải buổi sáng anh chị. Có nghĩa là phía của mình đấy. Anh chị đang nhầm buổi sáng. Okay. Good. So then, see you tonight. But the most importantly is that if you really like the information that you will be getting from this free training, there will be people like Sylvester Stallone. There will be people like Pitbull. There will be people like Dean Graziosi. There will be so many top speakers. Where if you want to go and participate on their trainings, you have to pay minimum $500. Chúng ta sẽ được học hỏi được từ những người nổi tiếng, những người mà leader rất là giỏi, và những cái lớp học này thường thường chúng ta phải trả ít nhất là $500. Then if you would like it, then please register yourself and be the next leader. Nếu các anh chị muốn thích điều này thì để trở thành những cái người leader tiếp theo. Chúng ta because one year we will be like if this when this pandemic will finish, so we will be having a meetings only only with this team. We will be having the meetings maybe in Dubai, maybe somewhere else, but we will be coming together and we will be talking about everything we learn. Đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có những lớp đào tạo, có thể là ở Dubai, ở nước này nước kia, rất là nhiều nước, nhưng mà chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều. Because unfortunately we have right now 1.5 million people in our organization. Chúng ta có 1,5 triệu người trong tập đoàn chúng ta. And we will never be able to come all together. Chúng ta có thể là đi cùng nhau. Online we can, but offline we will not be able to meet so many people in one time. Online chúng ta có thể gặp một lớp nhiều người cùng nhau ngồi lại, nhưng mà để offline thì rất là khó. That's why this GoPro is a just challenge for those people who are considering themselves as a leaders. Bởi vì những cái khóa đào tạo này chỉ dành cho những cái leader, những người nào mà muốn trở thành những cái bước lên một cái tầm mới, phát triển hơn, thử thách. These people will have more privilege. Đây là những cái người mà giống như cam kết là mình sẽ làm được những cái điều mà người khác không làm được. These people will be always having a priority. Ở đây là những người luôn luôn có cái sự ưu tiên. These people will be always selected from all people, from all the members, selected for the next big positions. Những người này luôn luôn được chọn để trở thành ít cao. Guys, you know that we are launching so many projects.
Các bạn, chúng ta thấy chúng ta hiện nay đang có rất là nhiều cái dự án chuẩn bị ra Who đời. do you think will be leading those projects? Các bạn nghĩ là ai sẽ là người đi đời lãnh đạo và để dẫn dắt những cái và để cùng chúng ta để làm điều hành những cái dự án này? That's why it's not only about making money. À, thì chúng ta không chỉ ở đây để là kiếm tiền. It's about your calling. Calling. Calling is like a, what they're going to do for the rest of their lives. Chúng ta ở đây không phải chỉ kiếm tiền mà chúng ta ở đây để cùng nhau làm cái việc mà từ đây đến cuối đời chúng ta sẽ thấy mình đang làm những việc có ích. This is about where you're going to be in a company. Để chúng ta nghĩ là một ngày nào đó chúng ta sẽ là người như thế nào trong cái tập đoàn này. You will be one of the billion people in the company, or you will be the one who is leading billion people in the company. Chúng ta muốn trở thành một trong một tỷ người lãnh đạo công ty, hoặc là chúng hay là chúng ta muốn là một người lãnh đạo một tỷ người này, hay là chúng ta muốn một chúng ta là một trong một tỷ người. That's why I think about it. Chúng ta hãy nghĩ vào điều đó, chúng ta muốn ở vị trí nào, chúng ta nghĩ điều đó như thế nào. And on the 16th November, ngày 16 tháng 11, buckle your belt. Chúng ta sẽ thấy những cái tiếng chuông reo. Because we are taking off. Tức là chúng ta bắt đầu cất cánh. And enjoy the ride. Hãy cùng nhau trải nghiệm và thưởng thức những cái chuyến bay của chúng ta. And now say, I am a leader. Chúng ta hãy nói chúng ta là những leader. I am leading, I'm not following. Tôi là những người lãnh đạo, chúng tôi là những người lãnh đạo, chúng tôi không phải là những người đi theo người khác. I am a leader. Tôi là leader. I'm showing the way. Tôi luôn luôn dẫn đầu và tôi dẫn đường cho người khác. I am a leader. Tôi là leader. If something gonna happen in this world because it's up to me. Nếu mà việc gì chuyện gì xảy ra, bất cứ việc gì xảy ra trên thế giới này, đó là lý do tại tôi là người làm cho điều đó xảy ra trên thế giới này. Because I am the leader. Bởi vì tôi là leader. I am leading. Tôi đang dẫn dắt người khác. I am not following. Tôi không phải là những người đi theo người khác. And every time when you have doubt. Bởi vì nên những lúc nào mà chúng ta cảm thấy là không có đủ niềm tin. Tell yourself. Hãy tự nói với chính mình. That these 350 people who are right now here. Chúng ta có 351 người đang có mặt ở đây. These are the people who are helping millions of the Vietnamese and billions of the other countries' people to become financially secure, financially free, and the most importantly, to understand what to do with the money. 351 người có mặt ở đây sẽ trở thành những người dẫn đầu và những người đã giúp rất là nhiều người Việt Nam trở thành những người giàu có, và chúng ta giúp rất là nhiều người trên thế giới trở thành tự do tài chính và những người có kiến thức và biết cách sử dụng dòng tiền và quản lý dòng tiền sinh sôi nảy nở. And I want to tell you that when we will have 300 packages GoPro purchased by Vietnamese, the Vietnamese language will be there. You will have 3 days full translation on 11, 12 and 13 of December. Tôi nói các bạn rằng nếu chúng ta có đủ 300 người tham gia lớp học GoPro thì chúng ta sẽ có phiên dịch tiếng Việt. Who wanna have Vietnamese language first time in the history being on a GoPro stage? Ai muốn
Lần đầu tiên chúng ta sẽ có phiên dịch tiếng Việt ở trong những lớp Google, tại lớp Google thường thường chưa bao giờ có dịch tiếng Việt cả, tất cả đều tiếng Anh. There never been translation for Vietnamese. Chưa bao giờ có phiên dịch tiếng Việt trong những lớp Google. And altogether, 350 people here in this room, 355, we can make it happen. This will be a history. Chúng ta có 356 người ở đây, chúng ta sẽ làm điều đó xảy ra. Điều đó sẽ là một cái lịch sử vì chưa bao giờ điều đó xảy ra. Today, 21:45. Hôm nay Here's the link. 1:45. Warning. Send it to all your friends. Tell them that they don't have to miss it. Nói với họ là họ không cần phải lỡ cái cuộc cái event tới này. And please take a commitment. Be that leader. Go to many people, call them, text them, message them, invite them, talk to them, and say that this is the place where all your life will be changed. Vui lòng là mình thể hiện mình là leader, phải đi khắp nơi kêu gọi tất cả mọi người, hô kêu kêu gọi mọi người, hô hào mọi người để cùng nhau tham gia cái khóa học tối nay. And you know that our company is a guarantee 100% money back if they will not succeed. Ta thấy là công ty chúng ta cam kết 100% nếu ai mà tham gia những khóa học này mà không có thành công sẽ trả lại tiền. So why we do that? Because we know that everyone will be successful. Tại sao chúng tôi làm cái đấy? Vì chúng tôi biết những ai tham gia khóa học này thì chúng ta sẽ trở thành những người thành công. And I know that Vietnam can do not only 300 people, but 3,000 people. Và tôi biết rằng Việt Nam không chỉ có 300 người mà có thể là chúng ta làm được, có thể là lên tới 3.000 người. All what you need to do, you just need to invite 10 each. Điều có thể là chúng ta làm được là mỗi người chúng ta mời 10 người là chúng ta sẽ lên được con số 3.000 người. Press one in the chat if you can easily call 10 people and invite them. Press one if you can, two if you can't, by any reason. Ấn số 1 nếu chúng ta nghĩ là chúng ta có thể đem 10 người, ít nhất 10 người để tham gia khóa học. Còn nếu không chúng ta bấm số 2. And now press 10 if you're gonna do it. Và chúng ta tiếp tục bấm số 10 nếu chúng ta sẽ làm được điều này. Because one thing is I want, but second thing I'm doing. Vì chúng ta thường thường chúng tôi mà ta muốn thì dễ nhưng mà làm thì chắc chưa chắc làm được. Chúng ta ai nghĩ là chúng ta làm được bấm số 10 ạ? So let's do this, and I'm telling you, attend today event. You will not be regretted. You will not gonna regret it. Thì nên là hôm nay chúng ta tham dự cái buổi đào tạo tối nay chúng ta sẽ không thấy hối tiếc. I will be there myself. Đương nhiên tôi thì có mặt ở đây. I already prepared my book, my notebook. Tôi đã mua cái cuốn notebook của mình. I already have my pen. Tôi đã có viết rồi, sẵn sàng. Because I know that every time for 4 years, every time when I was attending GoPro, I was growing high, higher than that I was imagining. Thì tôi biết là mỗi khi bắt đầu những ngày đầu tiên tôi tham gia khóa học GoPro và tôi trở thành một người ở vị trí cao hơn, tôi làm được những điều mà tôi học được từ GoPro. That's why I'm telling you that you will see the biggest success in your life. Đó là tôi tại sao tôi nói là tôi sẽ các bạn sẽ trở thành những người thành công trong cuộc sống của bạn. Are you ready to make history together? Các bạn có sẵn sàng để cùng nhau làm nên lịch sử không ạ? Say yes. Yes. If you are ready to make history together in this company and for entire world, then say yes. Nếu các bạn nghĩ rằng bạn chúng ta sẽ cùng nhau làm nên lịch sử trong công ty này là lên làm nên lịch sử cho thế giới, hãy cùng nhau bấm say yes.
Because I'm so sure that on this, like within this month, all of you will be blown away by the amount of people who will be sending you messages and saying you thanks for everything that you did in their lives. Và tôi chắc chắn rằng trong tháng này thôi sẽ có rất nhiều người gửi tin nhắn cho bạn, cảm ơn bạn vì những điều các bạn đã làm. Đó. See you tonight. Hẹn gặp lại các bạn tối nay. And then we will have next meeting. Chúng ta sẽ có cái cuộc họp sắp tới. Probably after the 7 days challenge. Có thể là sau 7 ngày thử thách. On the 17th, don't miss my training. Ngày 17 là ngày đào tạo của tôi. I'm right now preparing amazing training, you know, for 17. Tôi hiện nay đang chuẩn bị cho cái ngày đào tạo của tôi trong cái trình combo này. Because I've been told yesterday that I will be speaking in the same day with the people like Pitbull. Pitbull, so he's a singer. Oh, Pitbull. À, vì tôi được hôm qua tôi mới được nhận được được biết là tôi ngày đấy tôi sẽ nói cùng với một người nữa là tên là Pitbull là một ca sĩ. With a Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, cái người nào đấy nên tôi không có nghe tên được. You know Rambo. No, Rambo. Movie Rambo. A movie Rambo. Cái còn cái phim còn vào những cái nhóm cái phim là ca sĩ nổi tiếng những người nổi tiếng các bạn. You know movie Rocky. Các bạn có biết cái phim Rocky không? Sylvester Stallone, so he's actor. À, đó là một nghệ sĩ. He will be there. Anh ấy sẽ ở đó. Grant Cardone, he will be there. Grant Cardone, anh ông đó cũng ở đấy luôn, cũng cùng tôi trong chương trình gặp rồi. So these are the multimillionaires. They are actors. They are people who made themselves. Đây là những người triệu phú, đa triệu phú là những người nghệ sĩ và họ là những người thành công. Người ta đã làm được những cái điều người khác chưa làm được. That's why I'm telling you that these 7 days will blow you away. À đó, tôi có thể nói với các bạn là 7 ngày thử thách này sẽ làm cho chúng ta thay đổi. And everything starts tonight. Tất cả bắt đầu từ đêm nay. See you there. Hẹn các bạn tối nay. Enjoy this day and let's have another meeting when we will be in the process of the GoPro and let's share the information. Let's open the big group in the Telegram. Let's share ideas. Let's join together and do this history together. Thank you very much. Bye bye. Thank you very much. Hãy tận hưởng ngày hôm nay và chúng ta hẹn gặp lại chúng ta trong chương trình tối nay và chúng ta sẽ có một buổi Zoom khác sau khi chúng ta qua 7 ngày thử thách với chương trình GoPro. Hẹn gặp lại các bạn. And before I finish, trước khi tôi kết thúc, I don't know if you are aware, but we open Academy of Private Investor in Vietnam. Tôi không biết là ở đây có ai mà chưa biết là chúng ta đã mở công ty API là công ty học viện đào tạo tư nhân tại Việt Nam chưa ạ? Ai chưa biết không ạ? And we have a person who is actually who been chosen to become a director of Academy. So that means that he will be taking control of all the things that Academy of Private Investor needs. Chúng ta có một người sẽ là người lãnh đạo cái công ty API, có nghĩa là học viện đào tạo này tại Việt Nam. Anh có mặt ở đây.
He's working together with ambassadors of Vietnam. Anh ấy sẽ làm việc cùng những ambassador ở Việt Nam. So, Cam Nhung is ambassador of Vietnam. Cam Nhung cũng là ambassador ở Việt Nam. Lily Do is ambassador of Vietnam. Lily Do ambassador ở Việt Nam. Ruby Elworthy is ambassador of Vietnam. Ruby Elworthy cũng ambassador ở Việt Nam. Truk, ambassador of Vietnam. Truk ambassador của Việt Nam. Dong Speed, ambassador of Vietnam. Dong Speed ambassador của Việt Nam. And they are all working together with our director of Academy of Private Investment Company, Tran, Mr. Tran Cui. Yes, tất cả mọi người, các em Nam Ambassador sẽ làm việc cùng director của Học viện Đào tạo của chúng ta. Là anh Quý. I want to give right now floor to Mr. Tran in order for him to share with you how and what kind of work will be done for Vietnam for all of us to see the big success. Tôi sẽ... Tran, floor is yours. Yes. Tôi sẽ để cho anh Quý Trần sẽ nói cho các bạn biết những cái chương trình kế hoạch tương lai của Việt Nam chúng ta. Anh mở mic Trần. Hey, xin chào tất cả các anh chị. Các anh chị nghe rõ không ạ? Xin chào các anh chị có nghe rõ không ạ? Hôm nay là lần đầu tiên Trần Quý xuất hiện trước cái anh chị em là thành viên các lãnh đạo của APEC Việt Nam. Một lần nữa thì gửi lời trân trọng và kính chào tất cả các anh chị em ạ. This is the first time I'm talking in front of you and say hi everyone. Thank you very much. Văn phòng của APEC Việt Nam thì đóng tại tầng 9 của tòa nhà Empire Tower, số 26-28 Hàng Đi. Rất là trân trọng là chào đón các anh chị đến đó là để tham quan văn phòng ạ. Văn phòng chính của Việt is the, our office is Empire Tower building in 2628 Hàm Nghi Street, Ho Chi Minh City, Việt Nam. Và bắt đầu từ tuần sau thì văn phòng sẽ có những cái chương trình đào tạo và trước hết là cho cái cấp độ leader về những cái mục về top trên, những mức về cung cấp, những cái mục về MLM và có một cái module nhỏ về leadership. Next week we will have a training about for leader, about blockchain, about fintech, about leadership and in order for leader in the office. Và hôm nay thì cái buổi training của Aman nên là quý thông có biết chia chiều cái thời gian nên là tất cả những cái thông báo quý sẽ thông báo ở trong cái group của Elvis Việt Nam ở trên Telegram ạ. Hôm nay today it's Aman training, so I don't want to take a lot of time of Aman, so I will announce all group about the training on next week. I already finished. That's why I'm leaving floor with all the ambassadors and you, Mr. Tran. Xong rồi phần Aman xong, bây giờ tiếp vào phần của anh Quý và Nam Ambassador. But you know how important it is to educate yourself. How important it is to attend all the trainings personally for yourself. Bạn biết là điều quan trọng như thế nào khi chúng ta tự học hỏi thêm và tham gia những khóa đào tạo này để phát triển bản thân. So now all the questions come, Mr. Tran, also all the ambassadors can answer. Thank you very much and see you tonight. Hẹn gặp lại các bạn tối nay và các bạn có câu hỏi gì có thể hỏi Cẩm Nhung, anh Quý, Lily, anh Đông trước. Và Ruby, Chen Nguyễn. Thank you. Bye bye. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tối nay. Thank you very much. Bye bye.
Bye bye. Rồi, các chị, hôm nay là tới phiên nghe chúng ta. Mình